Hiện tại thì cư dân mạng cũng đã lên án cái việc mà thí sinh trong một cái chương trình tìm kiếm người mẫu có cái cách hành xử khá là chợ búa. Đây có phải là cái cá tính thật của các cô gái ngoài đời hay không, và em cảm thấy như thế nào về cái điều này? Và nếu như ở ngoài đời em gặp những cái trường hợp như trong cuộc thi vậy thì em sẽ hành xử như thế nào? Em cảm thấy nha, cái này là quan điểm của em thôi, quan điểm cá nhân của Minh Tú thôi, còn nếu mà đúng hay sai thì mình không dám khẳng định. Thật ra thì một cái show truyền hình thực tế nó là một cái show để cho mọi người giải trí. Ở nước ngoài ấy, mọi thứ nó rất là được open. Cái cách suy nghĩ, cái cách họ giao tiếp hoặc là cái cách họ họ đánh giá về một người nó cũng được cởi mở hơn, mở rộng hơn. Còn ở cái ở thị hiếu của người Việt Nam thì đôi lúc nó cũng hơi khó khăn vì mình còn là đánh về văn hóa rồi thuần phong mỹ tục. Cho nên là nếu mà nói là đanh đá hoặc chợ búa thì em cảm thấy là nó cũng cũng không đúng lắm. Tại vì nếu như mọi người có coi những cái phiên bản nước ngoài như ở Úc, ở Anh hay gần nhất là Thái Lan, là một trong những nước Đông Nam Á của chúng ta, thì họ còn nảy máu lửa hơn như thế, họ nảy lửa hơn và họ cãi nhau còn còn rất là quyết liệt hơn như thế. Còn đằng này thì chỉ là những cái câu nói rất là bình thường, đôi lúc nó hơi nghe nó hơi hung dữ một xíu, nhưng mà để gán ghép vào cái tính chợ búa thì em cảm thấy là không đồng tình lắm. Còn cái việc thứ hai, nếu mà đi ra đời mà mình gặp những cái sự cố như thế thì mình có hành xử như như vậy hay không, thì cái này khó nói trước được, khó nói trước lắm. Mình phải thử mang vào đôi giày đó thì mình mới biết được rằng là cảm giác khi mà mình mang đôi giày đó nó rộng hay là chật, nó đau hay là nó êm. Mình khó có thể ngồi ở ngoài và mình đánh giá một người là họ tốt hay xấu như thế nào. Mình không thể chỉ nhìn bề ngoài của họ mà đánh giá con người của họ. Đó là một cái ý kiến hoàn toàn sai. Ok, gần đây thì nếu mà em theo dõi Facebook thì chắc là em cũng biết là các cư dân mạng đang đặt cho em một cái biệt danh, đó chính là Thánh Không Phục. Không biết em nghe rồi đúng không? Thì em cảm thấy như thế nào khi mà thấy là người ta đặt cho mình cái biệt danh này? Em thấy cũng bình thường thôi, không phục thì nó là không phục. Chứ cảm thấy mình không phục thì mình có quyền nói là không phục. Ví dụ như tập mà về cái tập mà Loren về beauty blogger mà team của Lan Khuê thắng, mình nói mình không phục đơn giản thôi, vì cái tập đó Hoàng Thùy xứng, team của Hoàng Thùy xứng đáng thắng hơn. Theo quan điểm cá nhân của mình là vậy. Còn cái quan điểm mình cảm thấy là mình đói bụng thì mình nói mình đói bụng, mình không phục thì nói không phục, sai thì mình nói sai, đúng thì mình nói đúng, chứ làm sao ép mình nói những cái điều mà mình cảm thấy là không không phải suy nghĩ của mình. Cho nên là thường thì mình có nhiều 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 cái hashtag, cái biệt danh là thánh xỉu, thì xỉu thì gọi là thánh xỉu, không phục thì nó là tim không phục, đanh đá. Nói chung là những cái biệt danh đó khi mà mình nghe được mình cảm thấy rất là yêu mến và mình cảm thấy rất là thoải mái và vui. Mình không bao giờ cảm thấy là giận dữ hoặc là khó chịu hoặc là cảm thấy ghét những cái người mà họ nói về mình. Tại vì đơn giản thôi, mình coi một cái show này giống như là khi mình làm vào khi mà mình tham gia vào The Face với cương vị là huấn luyện viên thì mình muốn là tìm ra một cái gương mặt thực sự xứng đáng, và khi quyết định tham gia truyền hình thực tế đồng nghĩa với việc là mình sẵn sàng bị ném đá, mình sẽ sẵn sàng có người thích mình và đồng thời cũng sẽ có người không thích mình. Bởi vì từ đó một cái quyết định đưa ra thì sẽ có, đối với người này thì người ta nghĩ nó là tốt, nhưng đối với cái quan điểm khác thì người ta lại nghĩ nó là người ta nghĩ là không tán thành, và mình không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người hết được. Cho nên là nếu mình bản thân mình cảm thấy đúng đắn, mình cảm thấy đó là cái sự quyết định của mình, và Minh Tú là một người có lập trường, là đến tận bây giờ nếu mọi người hỏi mình có hối hận hay không thì xin lỗi, cả 25 năm qua mình chưa bao giờ hối hận với bất kỳ cái quyết định nào của mình, cho dù nó có sai đi chăng nữa. Thì từ những cái sai đó mình sẽ biết được là mình sai ở đâu, mình vấp ngã ở đâu để mà mình cố gắng mình hoàn thiện bản thân mình hơn.